Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Đây sẽ là clip tri ân những bạn đã tặng điểm nổi tiếng cho mình trong cái vòng PK điểm nổi tiếng vừa rồi. Và cũng là clip review ạc của những cái bạn nằm trong top 20 tặng điểm nổi tiếng nha anh em. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, đã hỗ trợ mình trong cái vòng PK vừa rồi. Mặc dù là không có thắng nhưng mà thấy được cái sự hỗ trợ của mọi người thì mình rất là vui, cực vui anh em ạ. Ở trong cái phần tương tác gần đây ấy, thì mọi người tặng nhiều quá nhưng thành ra cái danh sách nó bị trôi anh em ạ. Mình không thể review được hết tất cả những bạn đã tặng điểm nổi tiếng cho mình, mà ở đây mình chỉ review được những bạn nằm trong top 20 thôi. Đầu tiên là Mr. Duy anh em ạ. Cái này thì mình hay mượn của bạn này để làm clip này anh em ơi. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã tặng điểm nổi tiếng cho mình. Thì hiện tại thì bạn đang đứng ở trong top tuần. Mình nhận được hai cái máy bay, tổng trị giá điểm nổi tiếng là 600.000 điểm anh em ạ. Mặc dù là không có thắng nhưng mà 600.000 điểm là một con số rất là to. Và hiện tại thì đứng cả bảng xếp hạng tuần này, xong rồi vươn lên cả đứng cả bảng xếp hạng từ trước đến giờ anh em ạ. Hiện tại thì cái sảnh mà mọi người đang nhìn thấy đó chính là cách sắp xếp của mình. Đấy, mình sắp xếp kiểu bình thường thôi, để khi vào một team nào đấy đi trà trộn ý, thì sẽ không bị kích anh em nhé. Nếu mà giàu quá thì tỷ lệ kích cũng rất là cao, nên chính vì thế mà mỗi khi vào mượn của bạn ấy thì mình toàn sắp xếp theo kiểu gọi là giàu bình thường thôi, chứ còn thực ra này rất là nhiều đồ ấy anh em ạ. Rồi và đến tiếp theo bạn thứ hai của chúng ta, Mi Nhiều Hành. Cảm ơn bạn đã tặng điểm nổi tiếng cho mình, hỗ trợ mình trong đợt PK vừa rồi. Bạn ấy thích cái màu xanh hay sao ấy, súng ống này, quần áo các thứ đều có tông màu của màu xanh cũng như là màu trắng anh em ạ. M4 băng level 7 cũng như là UMP level 4 quá đủ để chơi rồi. Không biết mọi người thấy thế nào chứ còn M4 băng nó là một khẩu súng quốc dân rồi, hầu hết ai cũng phải có, dù nâng cấp mắc hay là không. Tiếp theo bạn hai mắt của chúng ta cũng cũng khá là giàu này. Nhìn thấy sự xuất hiện của con Lambo màu Galaxy kia là đủ hiểu rồi anh em ạ. Một trong những con siêu xe đặc biệt rất là đẹp. Súng ống thì cũng level 7 hết này anh em ơi. Nhưng mà bạn ấy chưa mở đốt ba cái ô còn lại bên dưới này. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ tặng điểm nổi tiếng giúp mình trong đợt PK vừa rồi nha. Bạn xếp hạng thứ ba của chúng ta là Cá Mập anh em nhé. Ui, Avatar 6 múi. Bạn này tập gym. Hồi xưa mình cũng có đi tập gym nhưng mà chỉ được thời gian đầu thôi, sau rồi lười lắm tại vì bận đi làm mà. Súng ống này cũng level 7 hết này anh em ơi. À, muốn băng level 4. Chắc là đợt vừa rồi nó ra lại một băng thì bạn này mới quay này, chứ còn nếu mà quay từ trước thì kiểu gì cũng phải mắc rồi anh em ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Tiếp theo bạn You, hình như là bạn của vợ mình thì phải, hình như thế, có chơi với cả vợ mình. Bạn này thì thôi anh em ạ, nhìn cái dáng đã biết là quá đẹp rồi đấy, lại giấu siêu xe nữa. Bởi vì mọi người biết sao, cái dàn súng được full hết rồi này, chắc chắn kiểu gì cũng có siêu xe đấy, không thể không có được. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã tặng điểm nổi tiếng hỗ trợ vợ mình nhá. Có set lớp nhưng mà đang set lớp với cả một bạn gái khác thì phải, chính vì thế mà anh em vẫn còn cơ hội, mà nghe đồn bạn này đang sống ở bên Trung Quốc đấy. Ui rồi ôi, bạn tiếp theo của chúng ta này, bạn này thì chắc là có người yêu rồi. Kho đồ, kho súng rồi siêu xe các thứ này, quá ngon anh em ạ. Chắc là tầm này là full hết thì chả có gì là không full nữa rồi. Súng này vừa 7 siêu xe Galaxy các kiểu con đà điểu. Cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn Tân đẹp trai, có mong là vòng sau là bạn cũng đẹp trai nữa. Bạn tiếp theo của chúng ta Only lớp 0311, bạn này chắc chơi game cho vui rồi. Đồ đạc thì các thứ thì cũng không có gì nhiều. Mình nghĩ là một trong những kiểu người gọi là chơi game cho vui thôi, chứ không thích gọi là đầu tư làm game. Cảm ơn bạn rất là nhiều, còn đi lớp. Bạn tiếp theo của chúng ta cứu tôi ZZ. Bạn này thì đánh giá về kho đồ thì mình thấy gọi là cũng ổn. Có siêu xe này, súng thì nâng cấp đến mức gọi là đủ dùng, thoải mái. Cảm ơn bạn rất là nhiều, nhưng mà cố gắng nâng đốt hai khẩu từ level 6 lên level 7 nó sẽ đẹp hơn. Bạn Minh. Tiếp theo là bạn Minh không để avatar. Bạn này thì kho súng này cấp 2 cấp 3, chắc là quay hên ra xong rồi bạn đi
tích bảng nâng từ từ anh em ạ. Đấy chứ chưa có nâng mắc. Tiếp theo bạn X-Men. X-Men của chúng ta chưa gì đã thế xét băng rồi anh em này. Ở phía bên tủ đồ kho súng này, cấp 1 và cấp 6. À vậy là băng đang nâng dở anh em ạ. Cố gắng băng 7, M4 băng 7 là súng quốc dân nên mọi người cố gắng nâng mắc đi cho gọi là toàn vẹn. Tiếp theo bạn lúc nãy đến đâu rồi nhỉ? Lúc nãy đến X-Men thì bây giờ đến bạn này thì để tên tiếng Nga hay tiếng gì mình không biết anh em ạ. Để avatar này, avatar chắc là avatar meme rồi, hài rồi. Có siêu xe và M4 băng level 7. Đủ combo để đi thắng gái luôn. Tiếp theo bạn Hồng Heo Ú. Hồng Heo Ú này, bạn này thì lấy chồng rồi anh em ạ. Mình không biết là con trai con gái nhỉ. Và có vẻ như là bạn ý, nhà bạn đi theo đạo. Bởi vì thấy đang chụp ảnh cưới ở trong giáo đường. Bạn này cũng chơi game cho vui rồi, phải không nhỉ? Nhưng con xe kia thì lại mình không biết là quay ra hay là bạn đầu tư. Tiếp theo Rover. Rover của chúng ta đang cầm một cái đàn guitar. Có khi nào đang chuẩn bị thể hiện các khúc đập vỡ cái đàn không nhỉ? Bạn này vẫn đang đứng một mình này. Để xem băng kho xuống nào anh em. Một trong những cái áo mà mình cũng hay mặc để đi ảo ảo y ý. Thực ra là dùng cái bộ ảo y để đi ảo đi vick thì đúng hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp theo FIRE Fry Công khỉ lửa. Bạn này thì có để avatar đang chụp ở dưới một cái cây rất là to. Kho súng thì mình thấy không có gì nhiều để những cái khẩu súng mà có thể là bạn ấy quay may mắn ra chẳng hạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp theo bạn Wagyu. Wagyu của chúng ta thanh niên. Thanh niên này đắp mặt lạ bằng phân anh em ạ. Nói từ phân gọi là lịch sự thôi chứ còn thực ra là mình hay hai người trêu nhau là toàn đắp mặt nạ bằng cứt anh em ạ. Đấy. Hồi xưa có ạc rất là giàu, mình cũng hay mượn để làm clip nhưng mà đã bán rồi anh em ạ. Và bây giờ ông ấy chỉ có mua cái ạc băng level 7 để chơi vui thôi. Tiếp theo bạn xếp thứ 16 của chúng ta. Bạn ấy để tên tiếng Anh Ensure Gun. Không để avatar anh em ạ. Kho đồ thì có khẩu súng quốc dân là M4 băng 7. Đấy, cộng với cả một cái hệ số AD, KD rất là cao, 9.74 anh em ạ. Đấy, vừa nhìn vào phát thấy hoang mang ngay. Bạn tiếp theo của chúng ta thở bình oxy anh em ạ. Bạn ấy không để một cái gì cả. Không để cái gì cả anh em ạ. Bạn ấy ẩn hết luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn tiếp theo, ôi sao nó giật thế. Ginso anh em ạ. Kho đồ khá là giàu này. Wow. Kho đồ khá là giàu nữa anh em ơi. Bạn ấy vẫn đang gọi là đứng cạnh với cả bạn thân chứ chưa có người yêu. Kho súng này đỏ chót, chắc toàn level 7, level 8 gần gọi là mắc hết rồi anh em ạ. Ui dồi ôi. 7 hết anh em ạ. Siêu xe thì toàn trắng hết. Bạn này chắc là thích gọi là trường phái thích màu trắng anh em ạ. Rồi, tiếp theo bạn Huy Ya anh em ạ. Bạn này thì để mỗi khẩu UMP thôi. Không biết có phải gọi là cấp 5 anh em nhá. Đấy, bạn cũng có thể nâng tới level 5 này. Cố gắng nâng lên 7 đi. 5 có hip body là ngon rồi mà thôi, cố gắng lên 7 cũng được. Bạn này thì không để bạn châm này, không để avatar anh em ạ. Bạn để mỗi khẩu MG3 với cả khẩu UMP ở trong RP thôi. Đấy. Cảm ơn bạn đã tặng điểm cũng như là ủng hộ mình trong đợt PK vừa rồi. Đây là bạn cuối rồi thì phải anh em ạ. Vâng, và tổng kết chung thì chúng ta có 20 gương mặt gọi là tặng điểm nổi tiếng cho mình nổi trội nhất. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tặng điểm nổi tiếng cũng như là ủng hộ mình trong đợt PK vừa rồi. Bây giờ đã bước sang vòng mới rồi anh em ạ. Mình bắt buộc phải thắng thêm 2 vòng nữa thì mới có thể là có được cái khung. Nói chung là được tới đâu hay tới đấy nhưng mà vẫn phải cố gắng anh em ạ. Nên chính vì thế rất mong là có sự hỗ trợ giúp đỡ từ mọi người.
Nếu mọi người có thời điểm nổi tiếng thì mong mọi người hỗ trợ mình, giúp mình để có thể thắng nốt hai vòng PK còn lại. Rồi, chắc là mình cũng xin dừng clip ở đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã tặng điểm hỗ trợ cho mình nhé. Thì cũng mong là hai vòng cuối này vẫn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người.